Xin chào anh em đã quay lại với kênh khoan pin bãi Nhật. Thì hôm nay em tiếp tục được về được một số máy khoan bắn vít để phục vụ nhu cầu của anh em. Thì về hình thức mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0938 158 742 hoặc là 0767 560 061. Em tên là Phúc ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Đầu tiên thì xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã như là đang theo dõi cái video hôm nay. Đồng thời thì anh em nào đang xem video mà chưa bấm đăng ký kênh thì bấm cho em một cái đăng ký kênh để ủng hộ kênh ha. Rồi, trong quá trình xem video thì anh em nào cảm thấy cái máy nào phù hợp với nhu cầu của mình thì liên hệ để đặt hàng. Còn anh em nào cảm thấy không phù hợp với nhu cầu của mình thì vui lòng bỏ qua ha. Rồi, hôm nay em vô được đầu khoảng tầm 20 mấy máy thôi. Đa số hôm nay đa số là máy không than nhiều, có hai cây mini đó, dành cho anh em điện tử ha. Đợt trước anh em nào mà chưa chốt kịp thì đợt này có thể mua nhanh ha, vì mấy cây mini thì lâu lâu được, mấy đợt này thì như hầu như là hàng rất là ít luôn, tại vì nói chung thì cũng do ảnh hưởng do dịch đó, nên là hàng hóa nó cũng rất là ít. Anh em nào cảm thấy vừa ý thì chốt nhanh ha. Rồi, hôm nay em có hai cây mini nè, cây số 1, cây số 2. Hai cây này giống nhau ha, đó, giống nhau giống hãng luôn, khác màu đó, ngoại hình. Mini này thì dành cho anh em sử dụng điện tử ha, nó gọn, có đảo chiều, có đèn led đó, đảo chiều bên đây. Rồi, cây số 2 nè. Mấy con này thì nhỏ gọn, vòng tua nó khoảng tầm đây, thông số tua nó là 200 vòng trên phút thôi, nên là chỉ thích hợp cho anh em sử dụng điện tử thôi ha, nghĩa là bằng mấy con ốc nhỏ đâu đó, chứ không có xài mấy con này để vặn tắc kê hay là vặn mấy con ốc lớn ha, thì nó không có đủ lực, với lại một phần tua nó chậm nên là mình làm việc nó lâu lắm. Rồi, mấy con này thì dắt sạc nó nằm ở trên đây ha. Kèm theo cục sạc như vậy đó, một máy. Pin thì pin bên trong rồi, pin đóng mới rồi ha. Kèm cục sạc là 350 ha. Bộ số 1 350, bộ số 2 cũng bằng giá luôn. Này, máy pin sạc 350 ha. Dòng này là 3V6 nha, 3V6. Nhỏ gọn thích hợp cho anh em làm điện tử nè. Đó. Rồi ok, qua số 1 số 2 ha. Máy pin sạc 350, chuyển khoản bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán thì không bao ship. Rồi, đến cây số 3. Số 3 hôm nay em có cây một cây Makita 170 này, con này ngoại hình ok ha, có cái tem thì nó hơi bong xíu này, tôi đem 170 ha, mắc in da băng đây, cái tem thông số thì nó bị bay xíu, ngoại hình thì cũng còn ok tương đối ha, cao su đồ liền lạc. Đầu cứng không rơ nha. Rồi, em test chức năng cho anh em xem nè. Cái dòng 170 này thì nó được 4 cấp chỉnh lực nè, 4 cấp chỉnh lực nhanh chậm, một cấp auto, lại một cấp bên đây là một cái tự động tăng tải ha. Tự động tăng tải thì vít vô càng cứng thì cái lực búa nó sẽ gõ càng nhanh. Đó. Này là đèn led. Led con này nó bị hư hết một bóng led ha. Cái dòng này thì nó có hai bóng led hai bên, nhưng mà con này bị hư một bóng led, thì còn một led vẫn sáng, anh em làm việc thoải mái không ảnh hưởng vấn đề gì ha. Rồi tắt led, rồi làm chỉnh chức năng nè, này đang cấp bên đang bên tăng tải nè, rồi 4 nè, 2, này do chấm tròn là auto ha. Rồi đảo chiều nè, đèn led. Rồi anh em xem ngoại hình máy ha. Nói chung thì máy bãi thì nó cũng tương đối thôi, chứ không đẹp xuất sắc như là hàng mới được. Này, con này đóng pin có led báo dung lượng pin. Thì mấy con này trên thân nó cũng có báo pin rồi. Đó. Rồi. Mấy con này thì thích hợp cho anh em làm nghề nè, đi bắn to nè, điện lạnh đồ là rất là ok luôn. Thì đầu tư, nói chung đầu tư mấy con tầm 2 triệu mấy trở lên thì
cái công việc mình nó sẽ nhanh hơn. Nói chung tầm này là giá cũng dạng đời cao rồi, nên là làm anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ ha. Rồi, số 3 là giá 2 triệu 7 ha, một máy, một pin đóng mới 4A, có led báo pin, có led báo dung lượng pin, kèm cục sạc. Đó, sạc adapter điện 220 ha. Đó, full bộ như vậy. Là giá 2 triệu 7. Rồi, em qua bộ số 3 ha. Rồi, tới số 4. Số 4 con này là một cây Makita luôn. Con này mà không than ha. Con này là TD137 nè. Makita băng. Đó. Số 4 này là giá 2 triệu mốt ha. Thì mặc định thì giá trên video em báo sẽ là một máy, một pin, một sạc. Anh em nào mà có nhu cầu mua thêm pin á thì liên hệ để em thì báo em để em báo giá thêm pin nha. Chứ báo giá trên đây chỉ một máy, một pin, một sạc thôi nha. Anh em nghe rõ giùm em á. Rồi, test số chức năng số 4 đi ha. Đây, nó đang ở chấm số chấm tròn là đang ở mức cấp auto nè. Số 1 nè. Số 2 nè. Số 3. Đảo chiều. Auto nè, 1 2 3. Lát con này thì anh em bấm giữ cái này khoảng tầm 3 giây nó tắt ha. Đây, này là trên thân nó có led báo pin. Pin này thì em đóng cho anh em cái vỏ có led báo pin luôn, dễ theo dõi ha. Con này thì nó 14 thì máy nó gọn hơn, lực nói chung mấy con 14 này lực nó cũng khoảng tầm 160 170 rồi. Nói chung anh em cũng xài thoải mái, không không đến nỗi yếu ha. Được cái máy nó gọn nhẹ hơn hơn máy 18 nè đó. Đó, nếu mà anh em so hai cái máy ra thì có thể cái body hay chỗ khúc trên này bằng, nhưng mà cái cục pin cái thân thì anh em đã thấy nó dài hơn nhiều một khúc ha. Đó. Nhưng mà anh em thích gọn nhẹ ha, công việc vừa phải thì sắm mấy con 14 là ra ok. Đó. Ngoại hình máy con số 4 nè. Rồi, bộ số 4 này là giá 2 triệu mốt ha. À, một máy, một pin, một sạc. Đây, máy pin sạc adapter điện 220. Sạc này thì mình đang sạc nó sẽ báo đèn đỏ trên đây. Còn khi nào đầy pin đầy thì sẽ cho báo cái đèn màu xanh xanh lá cây ha. Rồi, qua bộ số 4 ha. Bộ số 4 là giá 2 triệu mốt. Máy pin sạc. Con này là mã là TD137. Thì máy không than thì em sẽ ghi phía trên ha. Còn con nào không ghi là sẽ là máy có than nha. À, anh em lưu ý ha. Rồi, số 4 và qua số 5. Số 5 là một cây Makita. Con này cũng không than, mã là TD133. Đây. Thông số con này là tua từ 0 tới 2.4, còn lực bố là từ 0 tới 3.200 ha. À, ngoại hình ok, con này ngoại hình còn đẹp nè. Cao su đồ đầy đủ hết. Rồi, à, cây này cây số 5. Số 5 là giá 1 triệu 8 ha. Rồi em test chức năng máy nè. Con này mình bấm tắt led bên đây. Bên đây là chỉnh lực. Con này hiện được 3 cách chỉnh lực. Đảo chiều. Rồi. Chỉnh lực là số 1 này. Số 2, số 3. À, máy chạy êm ha. Rồi. Bộ số 5. Bộ số 5 này giá 1 triệu 8. Này, một máy, một pin, màu sạc, pin ông mới 4A. Sạc adapter ha, led báo pin. Rồi, qua bộ số 5 giá 1 triệu 8 ha, 1 triệu 8. Giá này thì anh em chuyển khoản em sẽ bao phí vận chuyển. Còn mình nhận hàng thanh toán á, thì sẽ không được bao phí vận chuyển nha. Đó. Rồi, qua bộ số 5. Tới bộ số 6. Số 6 là một cây Makita 14/4, con này mã thì mã của nó là TD132. TD132. Thông số với 132 với 133 thì giống nhau ha. Tua cũng là từ 0 tới 2.4, búa cũng là từ 0 tới 3.2, thì nó cũng có 3 cấp chỉnh lực. À, 3 cấp chỉnh lực lại cái báo pin. Con này ngoại hình đẹp nè. Nói chung đợt này máy đẹp. Thì hàng bãi thì về thì có khi đẹp có khi xấu nên là không quyết định được. Nói chung là nó cũng hơi khó.
Rồi bộ số 6 này giá 1,8 triệu luôn ha. Rồi máy pin sạc, một máy một pin một sạc đó, full bộ như vậy ha, một máy một pin một sạc giá 1,8 triệu. Còn này là mã TD132, 132, 133 thì thông số giống nhau ha, cái kiểu dáng cũng giống nhau thôi, có khác cái phía đầu chụp nè, đầu chụp 132 này nó màu trắng, còn con kia là màu màu trong luôn ha, chụp kia là chụp nhện mica trong luôn, còn con này là chụp mà còn chụp màu trắng ha. Ha rồi qua bộ thứ 6 ha, giá 1,8 triệu. Thì anh em muốn xem thêm video riêng hay là muốn xem nội thất máy hay cái gì đó thì anh em cứ inbox Zalo cho em 0938 158 742. Thì thường thì máy bên em vệ sinh lại sẽ chụp, nói chung là chụp cái ruột máy bên trong á, lại tại vì có nhiều anh em thì cũng yêu cầu xem ruột máy, thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ báo em, kết bạn Zalo thì em sẽ hỏi gửi hình giống như chụp riêng cái hình của con máy đó cho mình xem cho nó dễ ha. Rồi qua bộ số 7 nè, bộ số 7 này giá 1,7 triệu ha. Con này mã cũng là 132 luôn, nhưng mà con này ngoại hình nó hơi xấu hơn xíu ha, nó bị sần cao su chỗ này nè đó. Anh em nào đi làm nghề á không quan trọng ngoại hình thì lấy con này rẻ hơn được 100.000 ha. Máy thì giống nhau hết thôi, anh em này là vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng ok hết rồi, chỉ là ngoại hình xấu đẹp thì bán giá nó rẻ hơn xíu thôi. Mà lát tắt. Rồi nếu mà anh em muốn rẻ hơn nữa thì mình sẽ chọn đóng cái vỏ loại vỏ pin lớn này, vỏ pin lớn này thì sẽ rẻ được hơn 50.000 ha. Còn giá em báo trên đây là 1,7 triệu là mình sẽ có cái vỏ vỏ pin 14 nhỏ này ha. Đó. Còn anh em mà lấy vỏ pin lớn này thì sẽ trừ lại 50.000 là còn 1,650 triệu nếu mà mình sử dụng cái vỏ pin lớn này. Còn mình mặc định thì bên em báo cái vỏ nhỏ này cho nó gọn. Vỏ này thì nhìn nó chất lượng hơn, chất lượng nhựa nó cũng ok hơn, nó lại nó có cái led báo pin nữa, nó tiện hơn, nó mắc hơn 50.000 thôi, cái đó là tùy nhu cầu của anh em thôi ha. Rồi qua bộ số 7 á, bộ số 7 nó giá 1,7 triệu nè. À, cái này là Makita 132 à, máy pin sạc 1,7 triệu. Rồi tới bộ số 8, số 8 là 133 à, Makita 133 14.4. Đây tem thông số này, 2432 thôi. Ngoại hình con này cũng tương đối đẹp thì cũng không đẹp lắm, mà xấu thì cũng không xấu lắm. Nói chung hàng bãi thì con này vừa thôi, không đẹp không xấu ha. Rồi, bộ này là 1,750 triệu. 1,750 triệu là vỏ pin có led báo pin ha. Còn anh em nếu mà anh em chọn cái vỏ này thì sẽ giảm được 50.000 là còn 1,7 triệu ha. Đó. Mấy con này thì anh em về bắn ton ha, điện lạnh quảng cáo rất là ok luôn. Máy không than thì nó được tiết kiệm pin nè. Thứ hai là nó được có chỉnh lực nè. Thứ ba là mình sử dụng nó sẽ ít nóng hơn là máy có than ha. Rồi. Và bộ số 8 với 1,750 triệu, 1,750 triệu. À, một máy một pin một sạc ha, chuyển khoản bao ship. Rồi tới bộ số 9, số 9 sẽ là cây Hitachi không than. Con này mã là DDL 18 DDL. Thì dòng DDL này tua nó từ 0 tới 3.100 ha, nhưng mà 14V á thì tua nó từ 0 tới 3.000, còn máy 18 thì nó tua từ 0 tới 3.100. Con này nhược điểm là cái tem nó bị bong bong xíu ha. Ngoại hình cũng tương đối ha. Thì em quay chậm chậm cho anh em xem ngoại hình. Nói chung cao su đi cũng còn đầy đủ ok hết, phím dán đều còn ok hết, không có bị gắt không gì hết ha. Này led, này led bao pin. Bên đây là chỉnh lực nè. Con này hiện được 4 cấp chỉnh lực. Cấp số xanh, cấp đen màu xanh này là đang auto. Số 1 nè, số 2, số 3, số 4. 4 là chuyển auto. Số 1, số 2.
máy cày Hitachi này là đi cày thoải mái luôn, công trình là ok luôn ha. Rồi bộ Hitachi số 9 này là giá 2,1 triệu ha, máy là máy không than 18V. Con này màu đen thì anh em đi làm nghề thì ok, không sợ dơ. Nói chung đi làm nghề thì chọn màu đen nó đỡ dơ hơn. Nói chung thì cũng tùy cái quan điểm thôi. Nhiều anh em lại thích màu trắng. Mỗi người một ý ha. Rồi. Em qua bộ số 9 là giá 2,1 triệu đây, một máy một pin một sạc ha. Nè, 18V. Này không than số 9. Hitachi DDL 18V 2,1 triệu. Rồi tới số 10. Số 10 nè, cây này đẹp. Cây này anh em là sưu tầm ok nè. Có cái tem chỗ này nó bị tự nhiên bị xước miếng uổng quá. Số series con này cũng đẹp nè, 818338 ha. Thì cái đời DBAL2 thì tua nó từ 0 tới 2008. Cái đời này thì em bán cũng nhiều rồi ha. Cái thông số thì anh em chắc xem video, xem trước kênh chắc biết rồi ha. Này quay chủ yếu là quay cái số series lại cho anh em chụp hình cái máy để mình chốt cho nó dễ thôi. Cái thông số thì máy, cái mã đời máy nó giống vậy thì cái thông số nó giống nhau thôi, không có khác gì hết. Rồi test chức năng nè. Đảo chiều nè. Đó, màu xanh này thì ít. Này là bao pin. Led máy. Con này ngoại hình đẹp xuất sắc. Còn nói chung con này dành cho anh em siêu thầm được nè, ngoại hình xuất sắc ha. Tem đồ ok hết. Rồi, bộ số 10. Bộ số 10 là giá 1,8 triệu ha. À, 1,8 triệu, một máy, một pin, một sạc. Thì máy đẹp thì mua giá cao thì đương nhiên sẽ bán giá cao hơn. Còn máy xấu thì mua giá nó rẻ hơn xíu thì bán giá nó thấp hơn ha. Rồi về vấn đề giá thì em sẽ không có, cũng như là không có báo là bên em là sẽ giá tốt nhất đâu. Tại vì tùy theo cái nguồn hàng nữa, với lại tùy theo cái chất lượng pin nè, tùy theo cái công vệ sinh máy cái kiểu gì nè, là giá nó sẽ khác nhau. Nhiều anh em cứ phân biệt bên kia bán rẻ hơn 100.000, 150.000, thì nói chung là riêng em thì em cũng không có quan trọng về cái vấn đề giá quá. Nói chung là cái chất lượng hàng thứ nhất là quan tâm, thứ nhất là chất lượng hàng ha. Còn cái dạng về giá thành thì thật ra giá thành để mà em giảm xuống cũng được, nhưng mà cái đó là không phải là tiêu chí bán hàng bên em ha. Thứ nhất, nếu mà về cái máy anh em chỉ vệ sinh sơ cái phần vỏ bên ngoài thôi thì nó sẽ được tiết kiệm được thời gian nè ha, tiết kiệm được sức nè đó. Rồi tiết kiệm đủ thứ hết. Pin thì đóng loại pin giá rẻ hơn xíu thì giá thành con máy sẽ giảm xuống tầm 150.000, có thể là 200.000 vẫn được ok. Cái giá đó là vẫn đáp ứng cho anh em được, nhưng mà bên em không có, cái nói chung là không có quan điểm kinh doanh kiểu đó. Bên em chỉ quan tâm đến chất lượng thôi. Còn cái giá thì chất lượng hàng thì anh em giống như anh em thêm 100.000 thì cái chất lượng nó sẽ khác nhau ha. Cái đó cũng tùy theo cái quan điểm của mỗi người thôi. Đây, cái tới cây số 11 đi ha. Đây, 11. Cái vỏ pin em chưa đóng pin. Để mượn cục pin vỏ này. Cái này ngoại hình thì tương đối thôi, giá 1,7 triệu ha. Ngoại hình tương đối, nói chung không có xuất sắc, không có xuất sắc như cây số 1 thì giá nó sẽ rẻ hơn. Thì mấy cây này em bán cũng nhiều rồi thì giá trung bình nó rơi động vào khoảng tầm 1,6 triệu đến 1,7 triệu thôi, tùy theo ngoại hình máy thôi ha. Còn ở chất lượng pin thì giống nhau ha, chất lượng pin thì bên em đóng thì giống nhau hết, không có khác gì, khác cái ngoại hình máy thôi. Ngoại hình máy thì nó xấu hơn, giá nó sẽ rẻ hơn một xíu. Rồi số 11 này giá 1,7 triệu nè. Anh em làm nghề thì ngoại hình vậy là ok rồi ha, không có xấu lắm. Rồi số 11 giá 1,7 triệu.
tới số 12. 12 thì cái mã cũng giống thôi. Này. Là DBL2 Tu-08. Dưới đây số seri còn cái này tiếng Nhật không? Còn này thì màu đen. Đợt này thì được 3 cây Hitachi khác màu ha. 3 cây 3 màu. Cũng đời máy ha. Màu pin nè. LED máy nè. Và qua chỉnh lực. Đầu cứng ha, không rơ. Rồi, bộ số 12 này cũng giá 1 triệu 7 luôn. Một máy, một pin, một sạc. Pin ống mới 4A, sạc adapter điện 220. Rồi. Và bộ số 12 tới số 13. 13 mừng cục pin. 13 thì con này là máy có than ha. Này, máy có than, nhưng mà dòng này là than rời thì anh em hết than chỉ cần gỡ cái hai cái nắp than, mình thay cặp than mới là xong ha. Mã của này là VKH14DSL. Con này tua nó từ 0 tới 2006. 14.4. Ngoại hình ok ha. Con bị mất cái tem chỗ này. Cái tem chữ Hitachi nhỏ chỗ này. Đó, anh em xem rõ ngoại hình ha. Số 13, cái này số 13, cái này giá 1 triệu 3 ha. Rồi test chức năng máy nè. Đảo chiều. Cái nút này là nút cản cọ lại bớt ha. Rồi này led máy nè. Này led. Này led máy chứ lộn, đây led bao pin. Bao pin này còn 2 vạch là pin đầy ha. Pin đầy nó còn 2 vạch. À, led máy. Led máy thì tắt mở chủ động. Rồi, bộ số 13. Bộ số 13 này giá 1 triệu 3 ha. Rồi, bao gồm một máy, một pin, mới 4A, một sạc. Thì mặc định thì pin bên em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng sử dụng. Còn thân máy sẽ bảo hành cho anh em 1 tháng. Nếu mà hết bảo hành trong cái thời gian bảo hành, nếu mà có hư hỏng vấn đề thì bên em sẽ nói chung là bảo hành thì sẽ không tính phí. Còn khi nào mà hết bảo hành thì bên em vẫn hỗ trợ cho anh em. Tức nghĩa là giống như nó hư một cái phụ kiện gì đó thì bên em sẽ tính tiền cái phụ kiện đó thôi, sẽ không tính tiền công, tính tiền gì hết ha. Đó, cái đó là hỗ trợ. Rồi, số 13, số 13 này giá 1 triệu 3 ha. Một máy, một pin, một sạc. Này là máy có than nha, máy có than thì em sẽ không có ghi ha. Khi nào máy không than sẽ ghi chữ không than trên đây. Còn máy có than là không có ghi ha. Rồi, tới số 14. 14 cũng là cái Hitachi có than. Con này màu đen. Này, mã nè, VKHDSL2 tuổi 026. Này số seri. Này ngoài hình. Rồi để test chức năng ha. Đảo chiều. Này led bao pin, led máy. À. Rồi, số 14, cây này thì ngoại hình nó xấu hơn một cây kia, cây số 13 một xíu. Nói chung ngoại hình thì cũng còn ok, không có đến nỗi xấu. Mấy cao su còn liền lạc nè, anh em xem ha. Cao su còn liền lạc, tem nó còn đầy đủ. Mà nhìn nó không có đẹp bằng cái cây số 13 nên là giá nó rẻ hơn 50 ngàn ha. Số 14, giá 1 triệu 250 ha. Máy pin sạc, đó. Full bộ máy pin sạc, giá 1 triệu 250. Vậy thì giá em báo trên đây là chuyển khoản sẽ em bao ship nha. Còn ship có thì không bao ship. Đó là giá trên đây thì em cũng đã cân đối lắm rồi, nên là sẽ không có bớt được nha. Đó, anh em nào mà mua được giùm thì ủng hộ ha. Còn giá bớt nữa thì khó lắm, tại vì nó cũng cân đối hết mất rồi. Rồi, và số 14 tới số 15. 15 đem giờ cái camera lên đây xíu. 15 là một cây mát. Con này là không than ha.
con này thì mất, mất cái tem thôi, không nhớ cái mã này đời mã mấy nữa, hình như là một 143 thì phải. Này không biết bên kia nó xài chắc cũng dạng xài xưởng cơ khí nè, nên là cái dầu á, dầu nhớt cho nên nó dính vô cái cao su này, nên là vệ sinh không có ra. Mát thì nói chung hàng mát thì ngon rồi, anh em mà có xài qua cái hãng mát thì rất là biết ha, rất là châu bò luôn. Con này thì nó được 4 cấp chỉnh lực nè, này là bao pin, rồi bên đây là cái led máy. Đặc biệt cái thân này, cái led máy nó cũng thiết kế 3 cấp nữa đó anh em nè, thấy không, sáng vừa sáng nhất nè, sáng vừa nè, sáng yếu nè đó. Con này là chỉnh lực nè. Đó, máy chạy anh em nghe tiếng máy rất là êm luôn. Đó. Số 3 này. Số 2. Cái số 1 này nè là nó có chế độ ngắt búa ha. Số 1 à, đang cái nó có cái chữ màu đỏ nè, có chế độ ngắt búa, còn ba số bình thường thì không có ngắt ha. Con này á thì em có bán thân máy với vỏ pin, hoặc là thân máy với pin đóng mới sạc adapter, thì tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Nhưng mà con này anh em chọn máy pin sạc á, pin đóng mới kèm sạc luôn là giá 1,7 triệu. Còn anh em mua máy là vỏ pin thì giá là 1,1 triệu ha. À, với lại em nói luôn, nếu mà anh em mua full bộ á, thì bên em sẽ bảo hành cho anh em thân máy, với thân máy 1 tháng, pin 3 tháng ha. Còn trường hợp anh em mua body thì tức nghĩa là mua thân máy đó, thân máy thì bên em chỉ bao test cho anh em 1 tuần thôi nha, chứ không có bảo hành. Anh em nghe rõ ha. Thì nói chung giá trong bộ thì nó bù qua sớt lại nên sẽ tính giá bảo hành. Còn anh em mua body không thì bên em sẽ không bảo hành. Body không thì bên em chỉ bao test cho anh em 1 tuần thôi. Còn cái vấn đề máy nó có trục trặc hay gì bên em sẽ hỗ trợ, chứ không có bảo hành giống như là bán full bộ ha. Đó, anh em nghe rõ. Rồi, số 15 là giá 1,7 triệu nè. À, máy này máy không than ha. Con này hình như là mã 153 thì phải, máy 1444 ha. Rồi, số 15, một máy một pin một sạc, giá 1,7 triệu ha. Đó. Rồi tới số 16. 16 là cái cây mà guitar có than. Con này là TD131. TD131. Tua con này là từ 0 tới 2004, búa là từ 0 tới 3002 ha. Nó sử dụng than 436 nè. 436, 440, 448 thì cái kiểu than giống nhau, nó khác cái mã than thôi. Có thể là chắc khác cái thị trường nữa, cái mã than nó khác thôi. Còn cái kiểu dáng là cái size thì nó giống nhau ha. Cây số 16, cây số 16 này bán giá 1,1 triệu á. 1,1 triệu, tại vì cái cây này cái rô nó cảm giác là nó không có được mượt cho lắm ha. Nên không mượt là sao, để anh em để em xem sao hai cái máy cho anh em xem ha. Cây số 17 nè. Đó, anh em nghe tiếng máy nó rít hơn đúng không? Còn cây số 16 nè. Cái cảm giác là cái tua nó hơi chậm chậm hơn xíu á, bán nhìn là bán giá thấp hơn 100.000 ha. À, số 16 thì mấy con này thì anh em muốn mua thân máy thì em cũng bán thân máy, nói chung thì tất cả cái máy trong đây anh em muốn mua thân máy thì cứ liên hệ em sẽ báo giá ha, không có bắt buộc anh em mua full bộ. Nói chung là anh em cần cái gì thì em sẽ bán cái đó, nó dễ ha. Rồi số 16 này giá 1,1 triệu à. Máy pin sạc, pin đóng mới 4A, sạc adapter, điện 220 ha. Số 16 và số 17 đây. Số 17 giống mã ha, TD131. Số 17 cái tem nó xấu hơn xíu. Ngoại hình thì ok ha, cao su đồ liền lạc đầy đủ hết. Cây số này thì
17 thì anh em nghe tiếng máy nó sẽ khác hơn số 16 ha. Đây, máy nhắm 1.2. Máy pin sạc đó, pin ông mới 4A, sạc adapter. Sạc adapter thì cái kiểu giống nhau thôi. Rồi. Điện 220. Rồi. Qua bộ số 17 ha, bộ số 17 này giá 1.2. Tới số 18. À, cây multi lâu lâu lắm mà mới có cây multi ha. Con này nhược điểm bị mẻ miếng cao su chỗ này ha, cao su chỗ này thì nó bị nứt 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 thì không ảnh hưởng đâu, đặt nhưng mà đặt chân cái dòng thằng Nati nó không hiểu nó là sao cái cao su này nó dở hơn mấy cái hãng khác thì phải, riêng cái dòng Nati cái đời này cái cao su nó giảm nhất nó hơi bị giòn hơn còn là mấy con Hitachi Makita thì phải, thì đa số thấy nó cũng sẽ bị không bị mất cái đèn miếng thì nó bị nứt 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 chỗ này ha. Chắc là do cái cao su của hãng nó dở hơn mấy thằng kia. Này con này mã là 6507 ha, Multi. Con này thì nó vừa có bắn vít nè. Bắn vít có bố với lại bắn vít có cấp trượt. Thì cái dòng này thích hợp cho anh em làm gỗ nè. Điện lạnh cũng được ok. Làm sửa xe đi đó, anh em sửa xe thì khi mà mình bận vô cái ốc dạng vô cái dạng áo dạng nhựa đi thì mình chuyển qua cái độ bắn vít có trượt thì nó sẽ đỡ bị bể ốc ha, bể nhựa được. Nếu mà đang ở tua chậm thì mình đang sử dụng cái chế độ bắn vít có trượt, còn mình em kéo về tua nhanh thì sẽ là bắn vít có búa ha. Bắn vít có trượt thì nó được 21 cấp trượt ha. Còn bắn vít có búa thì giống như bình thường mấy máy kia thôi, không có khác gì hết. Thì hãng nó thiết kế Multi thì nó dạng nó tích hợp hai cái chức năng trong một con máy ha. Còn này mã là 6507. Mất in sao bằng hai bên thì tem cũng còn ok nè. Đó. Nói chung ngoại hình cũng tương đối, không có xấu. Nó bị khuyết điểm là mất cái chỗ này một xíu ha. Rồi. Bộ số 18 thì bán giá 1.150.000 ha, 1.150.000 một máy, một pin đóng mới 4A, kèm một cục sạc đó. Bộ nó là 1.150.000 ha, đó, cây số 18. Thì mấy cái cây này thì anh em muốn mua thân máy, mua pin, mua gì đó thì cứ báo em ha, có bán rồi hết đó. Nói chung tất cả các máy anh em mua thân máy thì có bán hết đó. Có không cần cái comment hỏi là có bán thân máy không đâu. Thì anh em mua gì thì em bán đó thôi. Rồi, đây là tới số cái 19. 19 này giá 1 triệu ha. Cây là búa dầu nha, búa dầu. Búa dầu nó khác cái gì ở búa cơ. Búa dầu thì cái tiếng gõ búa nó sẽ êm hơn là búa cơ rất là nhiều luôn. Đó. Còn về cái chi tiết á, cái cấu tạo thì anh em search trên Google hay search trên YouTube giùm em. Chứ em không có chuyên sâu ở mấy cái đó á. Búa dầu này thích hợp cho anh em làm việc ở môi trường hạn chế tiếng ồn nè, hay là làm việc ban đêm cũng ok ha. Tại vì búa dầu cái tiếng búa nó sẽ hạn chế tối đa cái tiếng ồn luôn. À, số 19 nè. Cây này bán giá 1 triệu ha. Nhưng mà cây máy đẹp thì giá nó sẽ cao hơn ha. Thì cây này nhược điểm là nó bị mẻ chỗ này một xíu nè. Hay bị có bị nứt một đường chỗ đây. Này. Nứt một đường nhỏ chỗ đây. Cái này thì em đã xử lý dán keo là ok hết rồi, không ảnh hưởng những chức năng máy ha. Anh em nào nếu mà mua về sử dụng không không phải là dân sưu tầm nha, sưu tầm thì đừng mua máy này nha, không có đủ, chưa có đủ để sưu tầm nè, mua cho anh em về xài thôi đó. Rồi số 19 là giá 1 triệu ha, 1 triệu một máy, một pin, một sạc đó. Pin đóng mới 4A, sạc adapter điện 220 đó. Số 19. Rồi tới số 20 là cây bu lông. Bu lông của thằng Hitachi này, bu lông là mã là vi riêng cái thằng Hitachi á, thì anh em cứ để ý bu lông á thì cái mã nó sẽ là QR, còn bắn vít thì mã là QH ha. Tại vì em thấy nhiều anh em á lấy cái máy bắn vít về
cây lên đầu bù lông à. Bán thì nói chung bán cũng được nhưng mà vậy thấy nó sao sao đó, thì dạng như là đang lừa mấy người mua thì phải. À, QR nè, QR là bù lông ha, còn QH là bắn vít. Nãy thì em chỉ nói cho anh em là mà mới xài qua máy pin á, chưa có biết á, thì mình để ý mấy phần đó thôi. Con này nhược điểm là mất cái tem, không phải mất cái tem mà tự nhiên cái tem nó bay màu, còn còn cái tem trắng không à, thông số rồi chữ đâu mất tiêu. Hay là bên đây còn được cái chữ QR biết bù lông, không là anh em nói là cái này cái bắn dít lên bù lông thì mệt. Rồi số 20 ha, số 20 là giá 1,2 triệu, một máy một bên ông mới 4A kèm cục sạc thì đó, một máy một pin một sạc ha. Giá 1,2 triệu. Rồi tới số 21. 21 là cây máy thổi. Thổi Makita. Con này thiếu thiếu cái ống nha. Thiếu cái ống. Này, mã nè. Rồi mất cái tiêu cái mã luôn rồi. Tem nó bay rồi. Không nhớ mã gì nữa. Con này 18V ha. 18V. 18V hai chân. Hai chân này thì nó không có gắn pin, không có gắn pin. Thì anh em có cái pin mà của cái máy China thì mình gắn vô chạy vẫn được ha. Còn có cái dạng mà cái đời nó ba chân á, thì bắt buộc nó phải có cái chân kích thứ ba. Nó có điện thì anh em mới sử dụng được. Tại vì đa số cái mấy cái máy China thì nó chỉ hai chân thôi. Ha, máy hàng Trung Quốc á thì nó có hai chân thôi. Nếu mà anh em nào đang sử dụng cái máy China thì mình câu thêm con diode này, hay là câu thêm con chở cũng được. Để mình nếu mình có mua máy hãng giống như là mình đang có pin mình muốn sử dụng chung á, mua thân máy á, thì nếu mà mình về á cái con máy nó ba chân á, thì anh em gắn pin vô cái cục pin máy China thường nó sẽ không có chạy, thì anh em xử lý là gắn con diode hoặc là gắn con chở vô thì nó để lấy tín hiệu, để lấy điện á, chân thứ ba thì con máy nó mới chạy. Còn con này thì nó hai chân nè, thì anh em gắn pin nè nó cũng chạy á, ha, dễ ha. Con này thì nó được 3 cấp nè, 1, 2, 3. Cấp này chủ yếu là nó cản cái cọ lại thôi chứ không có gì á. Số 2 anh em bóp không hết à, chuyển số 3 nè nó. Số 1 nè, nó cản cái cọ là mình bóp không hết thì tóc nó không hết rồi. Không có gì cao siêu đâu ha. Rồi số 21 này, số 21 này nếu mà bán bình thường á, có cái ống luôn thì giá 650, còn con này thì nó thiếu cái ống nè, bán giá 600 ha. 600 là giá thân máy ha. Còn anh em muốn mua thêm pin sạc thì anh em có pin sạc Makita rồi thì mình mua thân máy về mình xài chung. Còn nếu mà chưa có pin sạc thì bên em có bán pin sạc ha. Pin này có bán pin sạc ha. Nếu nhà em mua nguyên bộ vậy thì là giá 1,2 triệu ha, còn mình mua thân máy thì không thì giá 600. Nghe rõ giùm em ha. 21 thân máy em có ghi chữ thân trên nè, 18V 600 ha. Con này thì tại vì chắc này chạy nó ồn lên nên em sẽ không có test ha. Anh em mà muốn test thì cứ liên hệ Zalo để em gửi clip test sau cho ha. Rồi tới số 22. Rồi 22 cũng là cái cây cuối cùng trong video hôm nay. 22 là cái cây cưa. Cây cưa. Con này đem xem mã coi. Mã của nó là HS471D ha. Nó sử dụng lưỡi là 125 nè, 18V. Tua là 5000 ha. Như đây số series số gì đó không biết. Mắc in ra bằng luôn nè. Con này thì nói chung cưa thì em cũng không có gành lắm, thì chủ yếu là bán khoan với bắn vít thôi. Con này được chỉnh được nghiêng nè, chỉnh nghiêng. Còn cái này là kéo cái nút này là mình kéo cái bàn ra xa xíu, giống như là cho nó cái tiếp diện nó lớn hơn á. Còn phía sau này nè thì anh em chỉnh cái lưỡi nó, độ sâu độ cạn á. Đó, kéo lên kéo xuống nè.
lưỡi 125 này, lưỡi zin luôn nha. Đang quay cái lưỡi con, lưỡi zin con đẹp nha. Lưỡi zin con ok, chưa có mẻ ha. Còn lưỡi này cắt gỗ cắt sắt, chắc này lưỡi lưỡi cắt gỗ quá. Thì con này cưa gỗ mà. Động cơ không than ha, BL motor là không than. Con này số 22, con này bán thân máy là 1 triệu 2 ha, 28V không than. Thân máy 1 triệu 2, còn anh em muốn mua thêm pin sạc thì 600 ha. Thì em bán giá thân máy chỉ bao test thôi, không bảo hành ha. Còn anh em mua full bộ thì nếu bảo hành sẽ cộng thêm phí vô. Đó. Test chức năng này, con này thì có cái LED cũng sáng lắm. Có thắng ha. Đây có cái khóa an toàn mình bóp đè xuống. Đè cái khóa an toàn mình bóp cò nó mới chạy ha. Rồi. Đây, báo pin, pin còn đầy nó còn 3 mức nè. Rồi. Cây cưa, nên anh em nào hay làm mộc á, hay sử dụng gia đình ở nhà hay cưa gỗ hay gì lấy mấy con này về ok ha, không than nó tiết kiệm pin ha. Cưa nó êm hơn, nó cũng ít nóng hơn là máy có than ha. Rồi. Qua số 22. 22 này là thân máy giá 1 triệu 2. Luôn pin sạc là giá 1 triệu 1 triệu 1 triệu 2 với là 600 1 triệu 8. Nếu mà anh em mua full bộ á không bảo hành thân máy á, thì giá 1 triệu 8. Còn nếu mà bảo hành thân máy thì thêm 100 ngàn nữa là 1 triệu 9 ha. Rồi, hôm nay chỉ có một nhiêu đây thôi. Rồi, anh em nào mà cảm thấy cái máy nào phù hợp thì cứ liên hệ với em để đặt hàng ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video hôm nay. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha.